Xin chào các bạn, mình đang có đây là hai chiếc hộp của Xiaomi Mi 4. Chiếc bên tay trái mình là phiên bản có 3GB và chiếc bên tay phải mình là phiên bản có 2GB. Hiện nay cả hai sản phẩm này đều có một mức giá rất hợp lý. Với chiếc Mi 4 3GB thì nó sẽ chỉ hơn 3 triệu một chút, còn Mi 4 2GB thì nó cũng chỉ chưa đến 3 triệu. Nói chung là mức giá chênh lệch nhau không quá là nhiều, chỉ vài trăm nghìn. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra rằng là chỉ với 1GB chênh lệch thì liệu hai sản phẩm này có những cái thứ gì khác để các bạn quan tâm đến trong cái quá trình mà các bạn lựa chọn hay không? Thì trong video này mình sẽ so sánh cụ thể một chút về tất tần tật mọi thứ, về những sự khác biệt để xem đâu sẽ là sự lựa chọn dành đến cho các bạn. Thì về cái chiếc hộp chúng ta sẽ có hai cái thời điểm sản xuất khác nhau. Thì hai cái chiếc hộp nó cũng sẽ có những cái tông màu khác nhau. Những cái này là những cái rất là bình thường, các bạn không cần quá là quan tâm. Hộp bỏ qua. Bên trong thì chúng ta sẽ có đó là gì? Đó là phụ kiện vẫn đầy đủ giống nhau hoàn toàn. Chúng ta vẫn có đó là sạc cáp không có tai nghe. Và cái cục sạc kèm theo thì nó phải là cục sạc nhanh các bạn nhé. Với nguồn ra tối đa của nó là 12V và 1A. Nếu mà không phải sạc nhanh của bất cứ cái nào thì các bạn cần phải xem lại một chút. Và chúng ta vẫn sẽ có những cái sợi cáp micro USB ở đây để các bạn có thể sử dụng. Đương nhiên cái sách hướng dẫn sử dụng và quay chọc SIM thì thiếu làm sao được rồi. Phụ kiện hoàn toàn là giống nhau. Bây giờ thì mình sẽ đi và nói về những cái sự khác biệt nhiều hơn. Cái quy chuẩn tem mới và tem cũ, phiên bản 2GB, phiên bản 3GB sẽ có những sự khác biệt. Cái phần in thông tin phía bên dưới này cũng sẽ có những sự khác biệt một chút. Tuy nhiên thì những cái này nó cũng không ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của bạn. Mà bây giờ mình sẽ cùng các bạn mở máy lên cũng như là đi vào đến bên trong và mình sẽ nói ra nhiều những cái thứ khác biệt khác hơn. Bây giờ thì hãy cùng mình khởi động cả hai sản phẩm này lên để chúng ta tìm hiểu về những cái sự khác biệt ở bên trong. Các bạn thấy sự khác biệt chưa? Với cái chiếc phiên bản 2GB, nó là một bản ROM gần như global, nó không có thêm cái logo là của cái nhà mạng phát hành ra cái sản phẩm này. Và cái chiếc bên tay trái mình các bạn cứ hiểu đơn giản, nó là một phiên bản đến từ một nhà mạng theo kiểu dạng bán ra kiểu hợp đồng gì đó. Cái chi tiết thứ hai đương nhiên là sự khác biệt về RAM, một chiếc là 3GB, một chiếc là 2GB là cái chắc chắn luôn rồi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn đến cái phần model number thì với chiếc phiên bản 3GB của mình là có Mi 4V kép, còn với chiếc phiên bản 2GB thì nó sẽ là Mi 4 LTE CT. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chiếc 2GB này của mình nó là phiên bản LTE 4G và các bạn có thể sử dụng được cái 4G sau này khi Việt Nam mình cập nhật được nhiều hơn. Còn với chiếc bản 3GB thì các bạn sẽ chỉ sử dụng được 3G mà thôi nha, không lên được 4G. Cái điểm khác biệt tiếp theo nó là phần màn hình. Nếu mà khi ở cái độ sáng cùng như nhau thì các bạn có thể nghiêng thì sẽ thấy là cái chất lượng hiển thị của cái phiên bản 2GB dường như là mình thấy là nó sẽ tốt hơn một chút so với 3GB ở cái phần màu trắng này. Nó trong hơn, hơi ám xanh nhẹ và nó không ám màu. Khi mà mở ra đến ngoài màn hình home thì các bạn không thấy được cái sự khác biệt đâu. Chỉ khi nhìn được cái nền trắng này thì chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt ở màu trắng mà thôi. Tuy nhiên các bạn cũng đừng có lo, bởi vì các bạn chỉ cần vào đấy một cài đặt color, contrast and color là chúng ta cũng có thể tùy biến lại được những cái màu sắc của cả hai sản phẩm này một cách cực kỳ dễ dàng mà thôi. Chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được rất nhiều thứ nên các bạn cũng có thể tham khảo qua ở đây. Cái việc mà cùng một mẫu máy nhưng cái chất lượng hiển thị nó khác biệt nhau thì đây là một chuyện quá đỗi bình thường với những thiết bị đến từ Xiaomi, bởi vì họ sản xuất rất nhiều điện thoại, bởi vì họ có cái liên kết cũng như họ hợp tác với rất nhiều bên sản xuất cái tấm nền. Vậy nên là có những cái sự khác biệt như thế này cũng không có cái gì là điều quá bất ngờ đâu. Cái trải nghiệm mà nó mang lại cho các bạn cơ bản là vẫn rất là giống nhau. Một điểm nữa mà các bạn sẽ rất quan tâm đó là hai phiên bản này có thể chạy cùng một bản ROM hay không. Thì câu trả lời là có, các bạn có thể up cùng một bản ROM và chúng ta vẫn có thể sử dụng được một cách rất là bình thường, không có một thứ gì hạn chế cả. Máy thì cả hai đều là 16GB và không có khe cắm thẻ nhớ, vậy nên là chúng ta cũng sẽ chỉ có khoảng hơn 12GB trống để các bạn có thể cài game, app, ứng dụng hay là lưu nhạc, phim gì đó mà thôi. Cũng là một con số khá là hạn chế rồi. Vậy thôi, sự khác biệt của phiên bản 2GB và 3GB chỉ có vậy. Đơn giản là chúng ta sẽ khác biệt nhau một chút về hiệu năng, khi mà bản 3GB có nhiều RAM hơn thì nó chạy đa nhiệm cũng sẽ mượt mà hơn. Còn về tốc độ thì mình vẫn đánh giá là cả hai sản phẩm này là giống nhau hoàn toàn, không có một chút gì khác biệt. Bản 2GB và bản 3GB cũng khác biệt nhau một chút về cái màn hình ở chất lượng hiển thị. Tuy nhiên nó sẽ chỉ khác biệt ở cái phần màu trắng. Cái chiếc 2GB thì mình đánh giá rằng là màn hình nó đẹp hơn, nó nổi hơn một chút. Nhưng cái chiếc 3GB vẫn rất là tốt, hiển thị vẫn khá là ổn. Phiên bản 3GB thì nó đến từ nhà mạng và nó không có 4G. Còn phiên bản 2GB này thì nó gần như là phiên bản quốc tế được bán ra trực tiếp từ Xiaomi. Và chúng ta sẽ có 4G và các bạn có thể sắp tới sử dụng 4G tại Việt Nam một cách cực kỳ là bình thường. Tổng kết lại thì bây giờ mình sẽ chia sẻ như thế này. Thì nếu mà các bạn cần một thiết bị với RAM lớn hơn và không cần đến 4G thì hãy chọn Mi 4 3GB, bởi vì cái trải nghiệm về tốc độ đa nhiệm mà nó mang lại cho các bạn là rất tốt, tốt hơn nhiều so với phiên bản là 2GB. Ngược lại với đó, với 2GB thì đây sẽ là một cái phiên bản gần như là mới cứng cựa, không phải là một phiên bản được coi là dọn kho giống như phiên bản 3GB. Chúng ta có 4G nhưng kéo theo với đó là chúng ta phải hy sinh một chút lấy cái hiệu năng, khi mà đa nhiệm nó sẽ không được tốt giống như phiên bản 3GB.
Nhưng mà được cái là mức giá rẻ hơn thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn mà các bạn cũng nên quan tâm đến. Cái sản phẩm này thì mình mượn tại cửa hàng đó là Mobile City. Mời các bạn truy cập vào website mobilecity.vn để tham khảo cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube này của mình nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!